Hôm nay em xin giao lưu với anh em mình một số phôi mai ha. Hàng cũng khá lớn nha anh em. Có cây mai xù luôn ha. Rất mong anh em mình ủng hộ ha. Có một cây mai xù gần như toàn thân luôn anh em ơi. Rồi đó, để em quay cây đầu tiên ha. Mã số là B1 nha anh em. Cây này vị trí này là 22 hoành ha, 21 hoành thôi. Chiều cao là 55 nha anh em. Đường kính cái bầu này là 39 nha. Đế nè, đế đều đặt luôn nha anh em. Cây đâm chồi trở lại ha. Đó. Cây khỏe mạnh đâm chồi, bầu ghim luôn nha anh em. Đâm chồi rất là mạnh luôn. Anh em mình xem kỹ cái dàn đế nè. Cây rất là khéo cây ha. Anh em về mình chơi bonsai đẹp ha. Nó đâm chồi ngay không nha anh em nè. Em chỉ nè, đây nè. Rồi đây nè ha. Đó, đây nè ha. Rồi, cây B1. Cây này giao lưu với anh em mình là 1.800.000. Em bao ship toàn quốc cho anh em chơi ha. Đó, rồi, tiếp theo luôn. Rồi, tiếp theo anh em ơi, một cây B2. Mai vàng ha, cây này bông giảo nha anh em. Bông từ 6 7 8 9 cánh nha. Giảo ghim nha anh em. Giảo hộp ha. Giảo ghim nha. Cây bông rất là đẹp nha anh em. 49 hoành. Chiều cao là 65 á. Đường kính cái bầu này là 45 nha anh em. Đó, tay cành là đều hết trơn ha. Đó. Cây này về anh em mình bắt bonsai mau lắm nha anh em. Chi cành là đều ha. Cây cũng rất là già cây. Đó. Rồi, cây này là cây mã số là B2 nha anh em. Giao lưu với anh em mình là 3.500.000 ha. Em bao ship toàn quốc cho anh em chơi luôn. B2 3.500.000, mai vàng nha anh em. Đó. Rồi, tiếp theo luôn. B3 nha anh em. Đó, một cây mai vàng xù ha. Thì một tí thì em đo thông số rồi em sẽ quay chi tiết cho anh em mình ha. Rồi, hoành ngay vị trí này nè anh em. Ngay cái vị trí này là 41 hoành ha. Ngay vị trí này là 41 hoành ha. Ngay cái chỗ cục xù nè. Cục xù nha anh em. Nè, nguyên cái cục xù ngay chỗ này là 43 hoành ha. Đường kính cái bầu này là 50 nha anh em. Chiều cao là 1,5 m ha. Cây xù nu già, cực kỳ già luôn. Rồi để em quay một vòng sơ cho anh em mình nè. Đó, tay cành nè. Đó, anh em mình hình dung nha. Tay cành nha anh em. Rồi để em quay kỹ cho anh em mình chi tiết nè. Đế nè. Nha. Đó. Đế đều ha. Rồi xù nè anh em. Xù nè, xù nguyên cái cục này luôn nè anh em. Ha. Nó xù cục luôn nha. Đó. Nè anh em, xù chảy nè ha, nè. Ha. Xù sáp đó, ta kêu xù sáp đó. Ha. Đó, cục nè, đang cục bự bành kia nè ha. Nu luôn nè. Xù mà nu luôn ha, cây rất là già cây nha anh em. Lên đây nó nu hết trơn ha. Mấy cái mặt cắt này nè, nu hết trơn nè. Nó cây rất là già cây nha. Cái chỗ này là nó dính lại luôn nha anh em. Ha, dính luôn nha. Nó nu cục rất là già cây nha anh em. Quay tổng thể cho anh em mình ha. Xù đế đẹp luôn nha anh em. Đế đều đẹp ha. Cây này thì em mua á, người ta báo với em là cây này là chậu bứng ra ha, thuần chậu nha anh em. À, cây rất là già cây. Rồi, cây này là mã số là B3 nha. Xin giao lưu với anh em mình là 7 triệu ha. Em bao ship toàn quốc cho anh em mình luôn nha anh em. 40 hoành nữa ha. 40 hoành xù tới 43 nữa ha, chỗ cục xù nè. Đó, đường kính bầu là 50. Tay cành đều ha, hai thân nó dính liền với nhau nha anh em. Đó.
7 triệu em bao ship cho anh em mình chơi ha. Đó, rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo nha anh em, một cây mai tàn nha. Cây này bông dảo nha anh em, dảo ghim ha. Đó. Ở trong vườn người ta báo với em là cây này là 8-9 cánh không đó, lá bự bự không đó anh em. Này em cũng chưa thấy mặt bông, em cũng không biết sao nữa. Đó, nhưng mà người ta khẳng định với em là cây dảo nha, đế đẹp nha anh em. Đó. Em quay cận em đo thông số rồi em sẽ quay tổng cho anh em mình tham khảo ha. Rồi để em đo thông số nha. Đó. 34 hoành nha anh em. 34 hoành ha. Cái đế cây này là khỏi chê luôn anh em ơi. Đó. Rồi, cái hoành đế này là 1m25 nha. 1m25 hoành đế nha anh em. Đó. Rồi, cái này là tàn, cây này là cao tầm 2m5 nha. Cao là 2m5. Tàn ngang là em cun vô gọi đó ha, là khoảng 1m7 đó anh em. Tàn ngang cun gọi là khoảng 1m7 đó ha. Rồi để em quay thông số rồi quay chi tiết cho anh em mình nè. Đế nè anh em. Đó. Đế giữ nha. Đế nè. Cái lá nè anh em. Anh em mình xem cái lá nè. Lá là cỡ 3 ngón tay ha, 3 ngón tay em nè, vừa luôn ha anh em. Cái lá của nó đó, dảo này giống là dảo lá gai á ha. Dạng dảo lá gai đó anh em. Bông dảo lá gai thì bông đẹp ha. Cái này đế nè. Anh em mình xem dàn đế nè, quá trời cái dàn đế luôn. Đế cây này là khỏi chê ha. Cây này là đáng anh em mình sưu tầm luôn đó anh em ơi. Chi cành nè, chi cành là thiên nhiên ha. Cây này là cây thiên nhiên anh em, tàn rất là đều đẹp. Đó. Cao khoảng 2m5 ha. Tàn ngang là khoảng 1m7 đó, tàn cun gọi nha. Em mới cun vô nha anh em cho nó bớt mắc sức ha. Rồi em sẽ lật lá luôn. Em lật lá luôn nha anh em. Đó. Em quay lại cái củ đế cho anh em mình ha. Tàn ở trên nè. Đó, anh em mình thấy ha, vàng tàn là đều ha. Một cốt nha. Một cốt lên đây là nó ra hai cái nhánh này nè, hai cái nhánh này nó tạo thành giống như là hai cái thân phụ vậy đó, nhưng mà cốt chính của nó bên đây nha anh em. Mà một cốt một cái đường thân lên ha, cái này giống như là cái nhánh thôi, cái nhánh phụ thôi. Đó, lên trên là nó tản ra giống như là một mẹ mà hai con vậy đó ha. À. Dảo ha, dảo ghim nha. À, dảo lá gai á, dảo này giống dảo lá gai lắm. Cái lá của nó nè, có gân gai nè ha anh em. Bông là bông đẹp á, bông dảo đó. Mà em chưa thấy mặt bông thôi. Rồi. Cây mã số là B4 nha. Cũng là cây cuối cùng ha. Cây này em xin giao lưu với anh em mình là 9 triệu ha. Em bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi luôn ha. Cây này bao rất là nặng nha anh em. Ha. À, không biết bao toàn quốc nổi không nữa, không biết cây này ship bao nhiêu tiền nữa. Quá trời luôn nha anh em. Củ đế nè, 9 triệu ha. Em bao ship cho anh em mình chơi. Cây này 9 triệu ha. Em bao ship nha anh em. Rồi, em cũng xin chào, chúc anh em sức khỏe nha. Và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha.